Nhóm Đinh Thập Tự kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé. Kính thưa cộng đoàn, Sơ Maria Nguyễn Thị Bích Hằng, sinh năm 1988, thuộc dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, là một trong những nạn nhân của vụ sập cầu Phong Châu tại Phú Thọ. Những ngày qua, lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Facebook, thông tin đã tìm thấy Sơ, kèm theo đó là những lời kêu gọi giúp đỡ. Xin thông báo với cộng đoàn rằng, theo thông tin từ gia đình và hội dòng, cho tới giờ phút này vẫn chưa tìm thấy Sơ Hằng. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện để sớm tìm thấy Sơ và xin cảnh giác trước những thông tin lừa đảo trên. Ban truyền thông hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa cũng đưa tin như sau. Cảnh giác những thông tin sai sự thật về Sơ Maria Nguyễn Thị Bích Hằng, nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu ngày 9 tháng 9 năm 2024 vừa qua. Hiện nay trên các trang mạng và Facebook xuất hiện rất nhiều những tin sai sự thật về Sơ Hằng, nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu, cũng là thành viên thuộc hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa chúng tôi. Nhiều tài khoản Facebook, nhiều hội nhóm và fanpage lấy những hình ảnh lễ an táng của Sơ Tâm để ghép vào câu chuyện đã tìm thấy Sơ Hằng. Có tài khoản còn đăng thông tin xin trợ giúp gia đình Sơ Hằng. Xin quý vị cảnh giác, tránh bị lừa. Chúng tôi xin khẳng định lại rằng tất cả những thông tin đó đều không chính xác. Xin mọi người không chia sẻ những tin thất thiệt đó. Chúng tôi xin đưa một vài hình ảnh của các tài khoản đó để quý vị biết và tránh. Đồng thời xin quý vị báo cáo spam về những trang web hay tài khoản Facebook đó để đội ngũ Facebook biết và khóa những tài khoản đó lại. Cho tới giờ phút này, gia đình và hội dòng vẫn chưa tìm thấy Sơ Hằng. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện để nhanh tìm được Sơ ấy nhé. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Cha Giuse Nguyễn Khang cũng lên tiếng như sau. Anh chị em thân mến, chúng ta đang sống trong một thời đại đầy những khó khăn và cám dỗ. Thật đau lòng khi trong lúc tang thương vì sự ra đi của Sơ Maria Nguyễn Thị Bích Hằng, lại có những kẻ lợi dụng lòng tốt của mọi người để lừa dối và kêu gọi quyên góp không đúng sự thật. Tôi không thấy gia đình của Sơ Maria Hằng kêu gọi sự giúp đỡ nào, nhưng thật đáng tiếc khi đã có nhiều trang giả mạo lợi dụng vụ việc để trục lợi. Thánh Kinh đã cảnh báo về những điều này. Anh hãy biết điều này, vào những ngày sau hết sẽ có những lúc gay go, người ta sẽ ra như tự phụ, ham tiền bạc, khoác lác, kiêu ngạo, ngạo mạn, bất tuân cha mẹ, vô ơn, vô đạo, tàn nhẫn, không có lòng thương xót, vu cáo, phóng túng, thô bạo, ghét điều lành, phản bội, vô tâm, tự cao tự đại, mê khoái lạc hơn yêu mến Thiên Chúa. Người ta giữ đạo bề ngoài nhưng chối bỏ sức mạnh của đạo. Thư thứ 2 Timôthê chương 3 câu 1 đến câu 5. Xin anh chị em hãy tỉnh thức và cảnh giác trước những kẻ giả mạo đang lợi dụng sự đau khổ của người khác để trục lợi. Hãy cùng nhau cầu nguyện cho Sơ Maria Hằng, cho gia đình chị và cho tất cả những ai đang chịu ảnh hưởng từ sự mất mát này. Chúng ta hãy giữ vững lòng tin vào Chúa, sống chân thật và yêu thương nhau để không bị cuốn vào những cạm bẫy xấu xa. Chúng con xin phó dâng tất cả trong tay Chúa và tiếp tục cầu nguyện cho Sơ Maria Hằng. Anh chị em chia sẻ bài đăng để bà con cảnh giác trước những kẻ lừa đảo này nhé. Kính thưa cộng đoàn, Sơ Hằng hiện là Sơ trợ úy và là huấn luyện viên sơ cấp thiếu nhi thánh thể, giáo phận Hưng Hóa. Theo gia đình Sơ chia sẻ, Sơ đã gắn bó nhiều năm thời sinh viên trong các chương trình thiện nguyện, dạy học trên vùng cao và còn là giáo viên tiếng Anh. Một lần nữa chúng ta hãy cầu nguyện cho Sơ và cho cả các nạn nhân khác trong vụ sập cầu hiện vẫn chưa tìm thấy. Thương gửi chị của em. Khi nhỏ em thích chơi trốn tìm lắm, chơi mãi miết, chơi không biết chán, chơi quên thời gian. Vì nó quá hấp dẫn nên em chẳng còn để ý đến trưa hay tối để về nhà giúp mẹ nấu cơm. Có khi mẹ em còn phải đi tìm, mẹ còn cầm theo cây roi để nhắc nhớ cách đặc biệt. Có phải chị cũng đã từng ham mê trò đó giống em, đúng không chị? Nhưng bây giờ khác, vì chị em mình lớn rồi mà, chị đồng ý chơi trò chơi khác chứ? Nếu em có thể ví đây là trò chơi trốn tìm thì em thấy nó lạ lùng quá. Có 8 người đang đi trốn, còn người quản trò, người đi tìm thì không thể đếm xuể. Và như luật của trò chơi, người quản trò sẽ là người thua cuộc nếu chẳng tìm thấy được số người chơi và sẽ là thua tệ hại nếu chẳng tìm được ai. Còn người chơi sẽ xuất hiện với vẻ mặt của người chiến thắng khi người quản trò khẳng định mình thua cuộc và mời người chơi bước ra. Còn ở đây, đã chạy tìm khắp nơi mà chẳng thấy.
đã cố gắng gào thét để người chơi biết rằng tất cả quản trò đã không thể tìm nổi ai. Thế nhưng người chơi vẫn không chịu xuất hiện. Có phải cả hai bên đã không có sự không thống nhất không? Đúng, chị và chúng em đã không biết nó đến để giao kèo, bàn tính hay đưa ra luật chơi với nhau. Nếu đã là chơi, sao em không thấy thời gian ngắn như lúc nhỏ em được chơi trốn tìm cùng các bạn? 5 ngày vừa qua dài quá, dài đằng đẵng. Và nếu quay lại thời gian khi còn bé thì chị em mình thừa nguyên nhân để ăn vài trận đòn của mẹ rồi. Nhưng hôm nay không có cây roi nào trực chờ nữa. Mọi người mong chị từng giây phút, niềm hy vọng và tình yêu thương dành sẵn cho chị đang quá nhiều. Cùng với đó là nỗi nhớ mong và đầy đau xót nữa. Hôm nay em cũng đang làm quản trò, em đứng trên cầu, nhìn dòng sông và chờ tìm chị. Thấy dòng sông cuồn cuộn của nước pha với phù sa mà em hoang mang, chân em run lên vì em nghe thấy độ rung của cầu. Chị không náu mà sao em không thấy chị? Hôm nay cũng chạy tìm mà sao em không thấy vui? Thế nhưng em không chán nản, em không bỏ cuộc đâu. Không bỏ cuộc không phải vì em không chịu thua, nhưng vì trong cuộc chơi lớn này không còn tính ai thắng, ai thua nữa, mà đó là sự quặn thắt ruột gan của gia đình và hội dòng. Vì cả người chơi và người quản trò đều không được tự do chọn lựa chơi hay tự nguyện thua cuộc. Nhưng tất cả đều rơi vào tình thế bị động và phải chơi đến cùng. Người nữ tu Chúa thương mến à, mọi người sẽ được gặp lại chị sớm thôi, đúng không? Mọi người vẫn đang tìm chị, chờ chị. Tìm trong niềm hy vọng và sự cố gắng, chờ trong nỗi mòn mỏi, quặn thắt ruột gan. Chắc chắn chị là người chiến thắng vì chị đã chạy hết chặng đường riêng của mình rồi. Thôi, chị về với bố mẹ, với gia đình, với hội dòng, về với chị em học viện chúng em nhé. Gặp Chúa rồi, gặp nhau rồi, chị em ta chơi trò chơi của những người hạnh phúc, được không chị? Em Maria Nga Kiều, học viện K6, Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.